Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đi chợ mình thấy cái cây bông lan này rất là đẹp mà nó dài ơi là dài luôn. Mình đếm á là bây giờ là nó được 20 bông rồi đó. Nó còn vương ra nữa nè, dài ơi là dài luôn. Đó, lan hồ điệp. Lần đầu tiên mình thấy cái bông này ở Mỹ luôn á. Cái này mà cái lá nó cũng bự dễ sợ luôn. Cái này là bông khủng long luôn á. Lá nó bự ơi là bự luôn. Đây là người ta bán 35 đồng một cây, đó là tính ra tiền Việt Nam chắc cũng gần 1 triệu á mọi người. Không biết nó cái giá này có mắc hay là rẻ không, mà mình rất là muốn rinh về luôn mà thấy 35 đồng. Còn đây là bông nhí nè. Bông nhí là 17 đồng. 17 đồng chậu. Quá trời bông lan luôn. Ồ, cái lá nó khủng long luôn. Đẹp ơi là đẹp luôn. Đây. Gần tới Valentine rồi, người ta trồng, người ta bán bông nhiều quá trời nhiều. Cái này mấy bông màu trắng luôn rồi các bạn ơi. Nó còn nở nữa nè. Ở đó là cũng 35 đồng á, 34 đồng 99 là 35 đồng chậu, còn ở dưới đây là 30. Ở cái bông này nó nở hết rồi. Đó 30 đồng chậu. Người ta cắt nó ngắn cái đọt hết rồi, nó rụng bông cái đọt hết trơn rồi. Có mấy cái chậu ở trên nó là nó còn dài thôi, nó còn cái mấy cái ngọng con nó còn ra đó. Đẹp quá.